Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 18 của Bác Cổ Quyền 7 Ván Cờ Loạn Thế. Chúng ta đang đi đến những cái tập cuối cùng rồi. Có lẽ là tập một tập nữa, tập 19 sẽ là kết thúc. Chúng ta sẽ cùng xem xem lần này cuộc hành trình của Bác Cổ sẽ như thế nào để bước vào loạn thế. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể trực tiếp donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng với con trên chat box của các bạn. Ở trong trình công chiếu hoặc là trình livestream stream những bạn nào quan tâm đến sản phẩm vòng phong thủy và các vật phẩm phong thủy hộ thể đem lại khí phong long, thanh trừ uế khí của tác giả Dạ Táng thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Facebook của tác giả Dạ Táng được ạ tụn gián ở dưới phần mô tả của video hoặc là có thể trực tiếp gọi vào số điện thoại được ghi ở trên cái dòng chữ slide đang chạy ngay đây này. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 18 của quyển 7 Bác Cổ Ván Cờ Loạn Thế. trên bàn tay của gia lạp cổ hiện ra thềm thử đang nằm im bác cổ đón lấy thềm thử đặt vào trong một cái bọc vải giao cho bách việt để chuẩn bị cho trận chiến với những kẻ bên kia ba bản thể này của bác cổ không hoàn toàn rời đi mà đứng từ xa quan sát bởi vì mỗi một người đều có ý đồ của riêng mình bác cổ đứng đối mặt với tất cả những kẻ đến gây khó dễ trận đại chiến bắt đầu bác cổ chỉ tay về phía bọn chúng mà nói ân oán bấy lâu này Giải quyết hết một lần Lập tức toàn thân bùng lên pháp lực Những hoa văn trên người trôi nổi một cách kỳ lạ Làm cho tất cả bọn kia phải rè chừng Thần tướng chiêu văn quát lên Hai cổ to gan Dám thách thức bổn thần Nói xong Ông ta trồm tới Lưỡi gươm sáng rực lên Bổ thẳng tới người của bác cổ Bác cổ đưa cây trượng lên Đầu cây trượng hiện lên Hình một đầu lâu xương sọ Giống như là con cừu có sừng Bác cổ niệm pháp khí đẩy mạnh cây quyền trượng Hai bên va chạm vào nhau rồi nhanh chóng tách ra Bác cổ chỉ lắc đầu cười, <cười> Thứ này không thua kém bất kỳ pháp khí tối thượng nào đâu Vừa dứt lời Thì thần tướng Triều Văn đưa tay ra Lòng bàn tay bùng lên pháp ấn Đánh thẳng xuống đầu của bác cổ Bác cổ xoay người về đằng sau Tay cũng tạo ra nết bản ấn Đánh trực diện vào đối phương Âm thanh chấn động kinh hồn vang lên Khiến cho bác cổ bị đẩy lui ra đằng sau Thế nhưng bác cổ tay chỉ về Phật, thần tướng Ánh mắt có ý cười cợt Vừa dứt Ở giữa biển trồi lên Một cột nước đánh thẳng vào Thần tướng lập tức Trợn mắt hai luồng thần quang Phá nát cột nước Bác cổ niệm ngọa quỷ chú Từ dưới nước trồi lên Những cây cột xích quấn lên người của thần tướng thần tướng bùng lên thần hỏa thiêu đốt ông ta rít lên hai cổ ngoan ngoan chịu chết khi ông ta định dùng thần pháp thì từ giữa không trung xuất hiện những luồng âm khí nặng nề từng sợi dây xích từ bên trong phá nát không khí mở lối ra một khe hở từ bên trong bước ra một con ngựa màu đen đôi mắt đỏ rực cùng với người ngồi trên lưng vô cùng uy nghi phía sau ông ta là một người có đầu chim cú rất đặc trưng Cả một đoàn quân sát khí đằng đằng bước tới Người đàn ông cưỡi ngựa không ai khác chính là Thiết Quan Âm Và người đi đằng sau chính là Quận Cú Thiết Quan Âm nhìn một hồi xung quanh rồi nói Chuyện hôm nay tất cả giải tán Thần tướng Triều Văn tuy là thần linh tại vị trên cao Thế nhưng đối với Thiết Quan Âm là vô cùng kính nể Thiết Quan Âm là kẻ giữ gìn trật tự thi hành án phạt truy bắt tội phạm của cõi âm thiết quan âm giống như là một thanh gươm thanh gươm sắc bén giữ cho cán cân thiện ác ở trong huyền pháp luôn cân bằng thần tướng triều văn chắp tay nói ta xin bắt hai cổ về chịu tội thế nhưng thiết quan âm lạnh lùng hai cổ có tội ta sẽ bắt hắn người lui đi thần tướng triều văn có ý không hài lòng chỉ là vẫn chưa muốn khiêu khích triều văn dẫn thần binh rời đi Thế quan âm mới nhìn sang bên Âm trầm ác liệt Ở âm giới Đông nhạc dẫn quân tiến đánh vô nhã thành Các người cũng biết tận hưởng thật Là lúc nào rồi mà còn tàn sát lẫn nhau Đông nhạc một khi chiếm được vô nhã thành Chắc chắn sẽ nhốt chừng tất cả các thế lực ở trần gian Thế quan âm đưa mắt nhìn từng người Một đoạn lại tiếp Hôm nay các người đánh nhau Một sống một chết Vậy nếu như thành vô nhã một ngày bị công phạt Hồn phách các người sẽ đi đâu Về đâu Nghe đến đây thì bất kỳ ai cũng ý thức được Sự nghiêm trọng của việc này Nếu như thành vô nhã bị công chiếm Thì chẳng phải họ chẳng có lối mà về Bác cổ nói với thiết quan âm Hai cổ xin lấy công chuộc tội Tuy nhiên thiết quan âm chỉ nói Người xuống âm giới sẽ có người đó Lúc đó tự khắc biết nhiệm vụ của mình Lần xuất hiện của thiết quan âm đầy bất ngờ Ông ta rời đi cùng với sinh lão và ma lão Những người ở lại cũng lựa chọn rời khỏi nơi đây Văn Thao là kẻ thức thời nhất Hắn biết cũng không nên tham gia vào vũng nước đục Bởi vì đây chưa phải là cao trào của ván cờ Ngày bác cổ luyện khí chỉ là ngày hội ngộ Lộ diện của các thế lực sẽ tham gia vào loạn thế Không ai dại dột mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán Mục đích chỉ để giết bác cổ Từ thủ cá nhân dù sao cũng không thể nào so sánh với đại sự Họ chỉ đến đây là để thăm dò Điều mà bác cổ lo lắng đã tới Đó là việc lựa chọn phe mình đứng Lần công thành và thủ thành có hai lựa chọn Một là đầu quân cho đông nhạc Hai là đứng về phía bảo vệ thành vô nhã ai nấy đều hoang mang bàn tán bác cổ cũng thấy rõ sóng ngầm đã dâng lên càng lúc càng mạnh bác cổ quả quyết luyện khí là để đặt cược biết mình sẽ vẫn còn sống khi mà quỷ thần đã nói mạng của mình còn chưa tận thì không ai có thể giết được bác cổ cho đến khi ông ta hoàn thành nhiệm vụ mạng của bác cổ bây giờ vẫn còn an toàn thế nhưng thuyết quan âm lại truyền âm cho bác cổ mà nói hai cổ người tiến nhập âm giới càng sớm càng tốt bác cổ hành lễ với thiết quan âm sắc mặt lúc đó đã tái đi bởi vì đã đánh một trận với thần tướng chiêu văn ta đã rõ thiết quan âm đưa mắt nhìn cây trượng gật đầu hảo pháp khí sau đó tất cả những người tham gia sự kiện này đều lần lượt rời khỏi đây họ đều biết đây mới chỉ là cánh cửa mở đầu Trong ngày loạn thế Bác cổ quay về nơi tu luyện Bắt đầu khôi phục lại cơ thể Quanh người bác cổ là pháp lực Giống như là không khí đang đốt cháy Hư ảo uốn lượn Đôi mắt của bác cổ sáng rực như sao Bên trong đôi mắt ấy Là những đạo văn lần lượt xuất hiện Mi tâm đỏ rực lên Bên cạnh là việt linh trượng lơ lửng Bảy ếch đi tới Toàn thân băng bó Vì những vết thương với trận chiến của văn thao và phục thần hội Bác cổ dừng lại Mày đã khỏe chưa bấy gái đầu bế thiềm thử từ trong túi Ây ạ à, em khỏe như trâu á Nhưng mà anh cóc hình như anh lạ lắm Bác cổ dừng lại Đi tới đỡ lấy thiềm thử đang ngủ Toàn thân của thiềm thử hiện lên màu trắng tinh Những viền vàng kim lấp lánh đang mở đi Bác cổ nhỏ máu lên Lập tức máu tươi bị bài xích không hòa hợp Thiềm thử giật mình thức dậy nhìn bác cổ Chủ nhân Bác cổ ân cần thiềm thử người thấy trong người thế nào liệu có phải cảm giác như đang có thứ gì muốn phá ra thiềm thử gật gật đầu bác cổ nhắm mắt vận chuyển vô lực đẩy vào bên trong quả thật ở bên trong đạo đan của thiềm thử đang có những vết nứt không phải là vỡ mà là do nứt lớp vỏ là dấu hiệu của lột xác thiềm thử đang là mẫu cổ qua nhiều lần chiến đấu và gần đây dung hợp với bát cổ còn lại làm cho thiềm thử tích lũy được rất nhiều Lần lột xác này nếu như thành công Thiềm thử sẽ chính thức bước lên nên cổ Lúc đó sẽ trở thành một trợ thủ cực kỳ đắc lực Bác cổ đưa thiềm thử cho bà ếch mới nói Tạm thời Mày giúp anh giữ thiềm thử Sắp tới anh có một việc Phải đi vắng thời gian dài đâu Bác cổ dặn dò hai người đâu đó Rồi bắt đầu thực hiện nghi thức Xuất hồn về cõi âm làm nhiệm vụ Lần trước Văn Hải Thần đã giao cho bác cổ Việc đánh phá một đoàn vận chuyển vũ khí Của quân đội Đông Nhạc Bác cổ không biết liệu có thêm nhiệm vụ gì nữa hay không Đi đến nơi bí mật tu luyện là một mật thất dưới lòng đất mà chỉ có bác cổ mới biết Ở dưới này đã chuẩn bị sẵn một cái giường, một cái bàn và bình nước để truyền vào người Cùng với những lát nhân sâm Bác cổ tự cắm nước truyền cho mình đặt những lát nhân sâm vào trong miệng Đặt cây trượng nằm bên cạnh Đảm bảo mọi sự sẵn sàng cho phép thoát thân Có thể trụ được trong một thời gian dài nhất có thể Đoạn nhắm mắt lại, dần dần mở ra các khiếu huyệt, linh hồn của Bác Cổ bắt đầu thực hiện quá trình xuất thể. Tay của Bác Cổ nắm chặt vào quyền trượng, bắt đầu kéo ra linh hồn của quyền trượng. Quyền trượng này đã có linh hồn là có thể tiến nhập vào cõi âm cùng với chủ nhân. Bác Cổ đi vào một tầng đường hầm xám xịt dài vô tận, đi đến một cánh cửa cao vút. Ở trước cửa là những vị thần canh giữ Bác cổ cầm lệnh bài phong thần Cùng với những thứ có liên quan đưa cho họ xem Đoạn họ gật đầu duyệt cho bác cổ đi vào Bước qua cánh cửa Đã là lối đi sang âm giới Nơi này vẫn có bầu trời Nhưng chỉ là một màu xám xịt Không có mặt trời Chẳng có mặt trăng Cũng không có tinh tú Âm khí ở đây dày đặc như xương Bác cổ nhằm thẳng hướng vô nhã thành Khi chỉ còn cách thành độ hai cây số bác cổ cảm giác nơi đây tan hoang như là vừa trải qua một trận kịch chiến các dấu vết lửa cháy máu chảy cùng với những thi thể quái thú quỷ thi nằm vương vãi khắp nơi và những mảnh giáp đã hư tổn nặng nề một doanh trại được lập trải dài thành một phòng tuyến chắn ngang lối vào duy nhất của vô nhã thành bên kia con sông vọng hải là đại quân của đông nhạc đang chiếm đóng những ngọn núi quanh vô nhã thành đã bị san bằng tình thế vô cùng khốc liệt có hai âm binh chặn lại nói Đứng lại Mau đưa chứng nhận thân phận Bác cổ lấy ra lệnh bài Âm binh cầm xem Quay người vào bên trong Một hồi lâu Bác cổ được cho phép vào vô nhã thành Vào trong thì thấy quả thật Đâu đâu cũng là âm binh Thiết kỵ binh Và thiết đột quân lui tới Chợt có bóng người xuất hiện Ấy chính là quận cố Là người đã từng giao chiến với bác cổ Quận cú bỏ qua thủ án cá nhân Đi tới nói Hai cổ đến lượt người Bác cổ bắt tay Thể hiện thiện cảm Đoạn được đưa đến gặp Văn Hải thần Lúc này tất cả đang trong một chiến doanh Văn Hải ngồi ở trên đầu Nhìn vào xa bàn Sắc mặt nghiêm trọng Xung quanh là chúng âm tướng Và quân sư bàn kế Bác cổ cảm nhận được không khí cực kỳ ngột ngạt Một vị âm tướng nói Nguyên soái Ta xin xuất lĩnh 5.000 thiết đột binh Thọc sâu cánh trái Tạo thế gọng kìm phối hợp với đồ kỵ binh ắt sẽ phá được thế công của địch Văn Hải lắc đầu cho âm tướng ngồi xuống Lại nhắc đến thiết đột quân Chính là đội quân xuất hiện Ở khởi nghĩa Lam Sơn Do Lê Lợi lãnh đạo Thiết đột quân vô cùng thiện chiến Là nỗi kinh hoàng của quân Minh Đồ kỵ binh là kỵ binh từ thời nhà Trịnh Nguyễn Phân Tranh Thuộc về nhà Trịnh giống ngựa được tuyển từ Mông Cổ sang, kỵ binh lại được trang bị súng hỏa mai, huấn luyện của người Tây phương mà thành. Đến khi chết xuống âm giới đều được trọng dụng. Văn Hải sắc mặt điềm tĩnh. Như vậy quá mạo hiểm. Chừng nào còn chưa phá được thứ đó, chúng ta chưa thể triển khai hai cánh quân vào sâu. Khác nào là cố tình nướng người vô ích. Ai nấy đều hiểu Tình hình chiến sự nguy kịch Đội quân do đông nhạc dẫn đầu quả thực quá mạnh Ở bên ngoài một âm tướng chạy vào Toàn thân là những vết thương Tinh khí trào ra như suối Ở sau lưng có một mũi tên Ghim sâu vào da thịt Âm tướng quỷ báo Tại hạ vô dụng Ngọn núi chân giữ là lục sơn đã thất thủ Ải quan đã bị thông Văn Hải nghe vậy đứng phát dậy Đập tay xuống bàn Nét mặt căng thẳng Quận cú đứng lên nói nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phá hủy thứ đó ta xin đề cử hai cổ văn hải nhìn sang hít mắt đi đến trước mặt bác cổ mà nói hai cổ ngươi có nhận nhiệm vụ này không tuy bác cổ chưa hiểu là gì nhưng trong thâm tâm lại biết họ không phải là hãm hại mình là vì mức độ nhiệm vụ quá khó mà đề cử mình bác cổ gật đầu đời người ai cũng chết chết vì dân tộc chết vì tổ quốc chết vì lý tưởng là vinh dự văn hải quay sang nói với quận cũ đưa hai cổ tới bia phong thần sắc phong thế nhưng bác cổ lại nói không tôi làm việc này không vì chức tước trời đất có chứng giám lòng thành có phong thần cũng là do tôi tự khắc tên mình lên bia ai nấy đều cảm giác được bác cổ trượng nghĩa làm gì cũng quang minh lỗi lạc không hề gian dối họ đã từng nghe kể về bác cổ trong những trận đại chiến nhưng hôm nay mới thấy rõ con người này quận cú đưa bác cổ về chỗ nghỉ ngơi mới nói lần đi này của người chỉ có một mình e rằng là lành ít dữ nhiều Quấn ta hiện tại không thể tiến quân phản công là vì bị vướng một thứ ấy chính là xích đòn chuông mỗi khi có người lại gần âm thanh tỏa ra để cho quân ta thương vòng vào số Nhiệm vụ của ngươi là phá hủy nó Tiếp theo đó là phá hủy đoàn quân vận chuyển vũ khí công thành Ta biết hai nhiệm vụ này quá nguy hiểm Nhưng bây giờ nhân lực ở mặt trận ít ỏi Thần binh lại khí đều không thể đối kháng Bác cổ hiểu những lời quận cú nói Không chỉ có vô nhã thành mà các thành trì khác Cũng là các yếu huyệt các quan ải đều đang chiến đấu dữ dội. Trước thành Vô Nhã là đội quân đánh công phạt, nhưng đội quân này vẫn chưa phá được vì thiếu vũ khí mà đoàn quân vận đang chuyển tới. Quân ta muốn phản công thì lại vấp phải xích độn chuông, uy lực của xích độn chuông dường như vô tận, không thể tấn công nổi. Đoàn quân vận chuyển vũ khí công thành phải qua bảy quan ải ở bảy ngọn núi, mà vừa rồi Lục Sơn đã bị công phá, chỉ còn duy nhất lại Thất Sơn. Bác cổ có hai nhiệm vụ Là phá hủy vũ khí của đoàn quân Rồi bí mật phá hủy xích độn chuông Nắm nhiệm vụ của mình Bác cổ hít sâu một hơi Đôi mắt sáng rực <laughs> Chết có gì mà sợ Chưa hoàn thành Ta nhất định sẽ không quay về Quận cú vỗ vai bác cổ Đoạn mỉm cười Bác cổ được người ta chuẩn bị kỹ càng Được đưa cho tấm bản đồ về ải thất sơn Nhận lấy tấm bản đồ cùng hành trang Bác cổ quay đầu nhìn vô nhã thành Rất có thể đây là ải cuối cùng lần cuối cùng được nhìn vô nhã thành bác cổ nhắm mắt ánh mắt cường nghị quay về hướng quan ải thất sơn trên đường đi bác cổ đều vô cùng cẩn thận không để lộ hành tung của mình cho quân địch phát hiện khoác một tấm áo choàng đen đã sờn cũ đầu đội nón lá tay chống quải trượng mà lầm lối mất thời gian rất lâu bác cổ đã đến được quan ải thất sơn ở đây canh gác vô cùng cẩn mật không dễ gì mà lọt ra bên ngoài âm binh ở đây luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu bác cổ thoát ẩn thoát hiện tiến lại gần quan ải tìm gặp người chấn giữ ông ta cũng được thông báo là cho phép bác cổ ra ngoài để làm nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ là gì thì không biết nhờ có như vậy bác cổ thông quan đi băng băng trên sườn núi âm thầm tiếp cận danh trại đóng quân của đoàn vận chuyển đoàn quân này vô cùng tinh danh khi cho phủ hết vũ khí bằng vải được yểm chú che mắt mỗi một vũ khí có đến ba lớp bảo vệ có thể luân chuyển thay phiên nhau giữa các khu ở bên ngoài còn có cả những tháp canh đặc biệt là tháp canh này được một quái thú lớn cõng ở trên lưng đây không khác nào là một tòa pháo đài di động thậm chí chúng còn bày cả đại trận phòng vệ cho lớp ngoài cùng quả nhiên là kiên cường bác cổ suy nghĩ đánh bằng lực không được thì phải dùng mưu tìm cách xâm nhập vào đoàn vận quân nhưng vẫn chưa thể được chợt bác cổ nghĩ ra một cách bắt đầu đi tìm một thứ gì đó ở bên doanh trại chúng ném ra thi thể của một đám quỷ thi quỷ thi đã hoàn toàn bị hút khô cạn không còn sức sống đống quỷ thi này được dùng để làm một thí nghiệm nào đó nhưng thất bại bây giờ đã đi tiêu hủy bác cổ âm thầm theo dõi đám quỷ binh bọn này đi đến một vực sâu ném quỷ thi xuống đồng thời cầm một lá quỷ phù vung xuống dưới bất ngờ dưới khe vực này bùng lên ngọn nửa lửa nuốt trọn bảy quỷ thi dường như chúng muốn giấu hết toàn bộ manh mối thấy thời cơ tới bác cổ dừng lại nhìn bọn quỷ binh mỗi một tên đều có đeo một sợi dây sợi dây này cắm vào thân xác nếu như có bất kỳ ai nhập xác khống chế Sợi dây sẽ giống như là ngòi nổ kích hoạt Quả thật là một chiêu thâm hiểm Là thả giết nhầm còn hơn bỏ sót Bác cổ đợi một cơ hội khác Bỗng nhiên nghe bọn quỷ binh nói chuyện Này Sắp tới có một chỉ huy đến tham chiến Thật sao Ta nghe nói người này là đông nhạc vương phái tới Bác cổ giật mình Trước đây mình đã từng được đông nhạc cho lệnh bài Cũng lôi kéo tham gia Bác cổ vẫn còn giữ lệnh bài không lẽ đây là thời cơ Bác cổ tự tin lấy lệnh bài và tín vật của đông nhạc Sau đó đi thẳng về phía doanh trại Khi thấy người lạ tiến đến Cột pháo sáng từ tháp canh lóe lên Quái thú gầm gừ báo động Một tên cầm thương chĩa thẳng về phía bác cổ Ai dám xâm nhập vào đây Bác cổ dơ lệnh bài của đông nhạc Tới trước mặt quỷ binh Giọng âm trầm Bồn tọa nhận lệnh của đông nhạc vương tới Mau tránh ra Quỷ binh nghe vậy lập tức đi thông báo cho quỷ soái. Một lát sau quỷ soái cùng với quỷ tướng đi ra, nhìn thấy bác cổ nét mặt nghi ngờ. Xin hỏi danh tính và nhiệm vụ của ngài. Bác cổ nghiêm giọng. Chuyện hệ trọng nói được ở đây sao? Tại sao người lại ngu ngốc như vậy? Bọn quỷ tướng nghe vậy thì cau mày. Quỷ soái liền đổi một câu hỏi khác. Đông nhạc vương phái người tới, có gì làm tin? Bác cổ đưa ra tín vật Quỷ binh cầm lấy xem Quỷ soái vận pháp lực thăm dò Vì vật đông nhạc giao Không thể làm giả Trong đó cũng có ấn ký Do đích thân đông nhạc hạ Sau một hồi quỷ xoái chắp tay Thì ra là cổ xoái lĩnh Thật lễ Bác cổ không nghĩ tới Mình lại được đông nhạc ban cho chức danh lớn như vậy Gật đầu đi thẳng vào bên trong danh trại vào trong soái doanh Bác cổ nhận thấy ở đây Đã bày sẵn những sa bàn địa hình Của quan ải thất sơn Quỷ Soái Thống lĩnh quân đoàn này khi còn sống Cũng là một trong những tướng lĩnh của Vũ Đức Vương Năm 1028 Lý Thái Tổ Băng Hà Đã sắc phong cho Lý Phật Mã lên ngôi Nhưng lại bị làm loạn của Tam Vương Bao gồm Vũ Đức Vương Dực Thánh Vương và Đông Trinh Vương Quỷ Soái này năm xưa là thống lĩnh cánh quân phản loạn của Vũ Đức Vương xuôi dòng sông Hồng về Thăng Long Nửa đường đã bị Lê Phụng Hiểu chém chết Đánh tan cánh quân Quỷ soái này cực kỳ thâm độc và tinh danh trong việc dụng binh Hắn chỉ vào sa bàn nói Ai cuối cùng là khó khăn nhất Thật sơn Nơi này dễ thủ khó công Chỉ có một thông lộ đi vào Xung quanh là dãy núi hiểm trở Không thể hành quân Nơi đây cũng chắc chắn tràn đầy mai phục và cảm bệnh Ta đã cho thử nhiều cách nhưng không phá được quan ải Hao tổn thì đã đành Nhưng chậm chế mới là điều ta lo lắng Bác cổ nhìn xa bàn Mặc dù không hiểu lắm về quân sự hay cách cầm quân Nhưng cũng biết về trận pháp miễn cưỡng áp dụng Bác cổ đi quanh nhìn chăm chăm Chỉ tay vào một ngọn núi Ngọn núi này là rào chắn đáng sợ nhất Chỉ cần đại pháo của chúng vẫn còn Ta không thể qua Quỷ soái gật đầu chỉ cần phá được ngọn núi Khai thông lộ Là chúng ta nắm sáu phần chiến thắng Đông Nhạc Vương đã dặn Khi vào trường hợp này Ngươi còn nhớ không Nghe bác cổ nói vậy Quỷ xoái gật đầu Đưa tay xua hết quỷ tướng ra khỏi đây Đoạn nhìn bác cổ thật lâu rồi nói Buộc phải dùng thứ đó Đông Nhạc Vương đưa ngươi tới đây Thì ắt là có chìa khóa khởi động Bác cổ trong đầu tính toán Đoạn gật đầu Đưa ta tới đó Quỷ soái hai mắt lóe lên hàn quang Lệnh cho người dẫn đường Ở nơi đây canh giữ nghiêm ngặt Tới nỗi Để nguyên hẳn một ngọn núi Có đến hai mươi quái thú Tạo thành một vòng bảo vệ Quỷ soái dơ lệnh bài mở cửa vào bên trong Chỉ có hai người ở đây Nơi này đặt một thứ khổng lồ Toàn thân một màu đen kịt sáng bóng Nó hình dạng giống như một con rùa ở trên mai rùa là các ô lớn được xếp ngay ngắn Trong mỗi một ô là một khẩu đại pháo Chỉ chờ khai hỏa Ở đầu rùa tỏa ra sát khí đằng đằng Đặc biệt là trên một bàn chân Có một chiếc móng vuốt màu vàng kim Tỏa ra thần lực kinh hồn Bác cổ thầm nghĩ Thảo nào là dùng quả núi Để che giấu thứ này Nhìn vào chiếc vuốt Nhớ ra câu chuyện nọ thần Năm xưa sau khi cướp được móng vuốt thần kim quy Tông tích của nó biến mất hoàn toàn không có sử sách hay truyền thuyết nào nhắc đến móng vuốt này quỷ soái nhìn vũ khí long quy đắc ý nói đây chính là ô quy san pháo được đại đế là đế ca tào ra năm đó vuốt của thần kim quy rơi vào tay chúng ta vũ khí này một khi tỏa ra uy lực thì cho dù mười ải thất sơn cũng sẽ bị san thành bành để bác cổ gật đầu trong lòng run rẩy trước mắt là móng vuốt của thần kim quy được đặc chế thành một vũ khí mới bác cổ cảm nhận được khí tức của đế ca bùng lên năm xưa kim quy tiễn đã phong ấn đế ca cũng không có gì ngạc nhiên khi một ngày hắn có thể kiểm soát được móng vuốt này bác cổ tin lời quỷ soái nói là thật chứ không phải là đùa người biết chuyện gì sắp xảy ra không quỷ soái cười cười ánh mắt đầy thâm hiểm <laughs> Chuyện sắp xảy ra là giết mày Lập tức tay của bác cổ hiện lên quyền trợ Đánh thẳng lên người của quỷ soái Quỷ soái từ bao giờ cũng rút ra một thanh gươm Bổ về phía bác cổ Hai luồng pháp lực dữ dội va chạm Phát ra chấn động Bác cổ đưa tay chỉ lên Điểm vào đó hàng loạt những chấm nguyên điểm Điểm nguyên phong Tỏa không ấn Lập tức không gian ở trong quả núi hiện lên hàng loạt chấm đỏ Sau đó là có cả những chấm trắng dày đặc Từ từ nối lại với nhau bằng hàng loạt những kết giới Quỷ xoái khuôn mặt đỏ bừng Là, là điểm nguyên thuật Hắn đã thử bác cổ là câu mồi cho ông ta đi vào đây Hắn còn chưa tin Không biết bác cổ là thật hay là giả Bởi vì trong tay của bác cổ đã có lệnh bài thật sự của đông nhạc giao cho Muốn thử thực giả là phải đến đây Nguyên hình tự lộ Bởi vì ở ô quy san pháo Có pháp lực và khí của đế ca Nếu như có sự bài xích Thì hẳn là giả Còn nếu không thì là thật Từ khi bác cổ vào đây Đã xác định sẽ giết quỷ soái Cả hai đã xác định lật mặt Quỷ soái nhìn bác cổ cười sằng sặc <cười> Nếu trong vòng nửa nén ngang nữa Ta chưa ra Quỷ binh ở bên ngoài sẽ xông vào Lúc đó mình chỉ việc chờ chết Bác cổ nghiến răng Trong vòng nửa cây nhang Phải giết chết được quỷ xoái Điều này khó khăn nhưng không phải là không thực hiện được Nơi đây đã bị thuật điểm nguyên phong ấn Không gian ở đây đã bị ngăn cách với bên ngoài Ở đây có đánh nhau đến long trời lở đất Cũng không ai biết Bác cổ cởi áo choàng nhìn quỷ xoái Mày chết chắc Dứt lời Lập tức tay hóa thành chảo chộp tới Quỷ xoái bình tĩnh đưa quỷ đao của mình lên bổ tới hai nhát đồng thời miệng thổi ra sương mù bác cổ đã quá quen thuộc cái trò câu giờ này lập tức bùng lên nghiệp hỏa trên cây thánh trưởng một mặt bừng lên ứng hiện đẩy mạnh về phía quỷ xoáy quỷ sái kết lên quỷ ấn hạ sách khí hủy cho ta hàng loạt những mũi quỷ đao hiện lên đâm thẳng xuống đất như mưa rào chặn lại nghiệp hỏa bác cổ xoay người bắn lên không trung tay chắp chỉ về phía quỷ xoáy ở mi tâm hàng loạt những đường ấn hiện lên như đang lựa chọn khi dừng lại ở hoa văn của vu thuật đôi mắt của bác cổ tràn ra khí đỏ đen toàn thân hiện lên hư ảnh của đôi mắt khổng lồ bác cổ bấy giờ mới ấn mạnh tay xuống dưới mà miệng hét lên một tiếng Vù bạng pháp tiên hùng lực Bàn tay của bác cổ bỗng chốc khô héo lại Chỉ còn lại một màu đen kịt Cây quyền trượng cũng đổi sang màu đỏ đen bùng lên vô lực Cả chín mặt đều hiện ra hình người Đang ngồi Có mi tâm là vô ấn Ở trung tâm hư ảnh là vu tổ hiện thế Bàn tay của bác cổ cuồn cuộn vu khí Hóa thành một đầu dị thú Mà nhìn kỹ Ấy chính là thiềm thử Thiềm thử đang há to cái miệng Như muốn nhốt chửng lưới quỷ xoái Quỷ xoái hết hồn Bởi vì pháp thuật quá sức kỳ dị Quỷ xoái gầm thét Khắp người đứt ra những đường lớn Trào ra quỷ huyết Quỷ huyết lơ lửng bốc lên không trung Tụ lại thành hình một quỷ diện Có bốn mắt hai miệng Giết mày Quỷ diện đổ. Hủy Hai bên va chạm đùng đùng âm thanh kinh khủng vang lên ở bên ngoài chưa ai hay biết động tĩnh quỷ soái đã bị bác cổ đánh văng vào một góc tay hắn chống quỷ đao đứng dậy một âm thanh vụt tới thân hình của bác cổ hiện ra trước mặt hắn quỷ sói kinh hồn bạt vía hắn không ngờ chỉ chưa đầy năm chiêu bác cổ đã hạ gục hắn bác cổ nhanh chóng chụp lấy đầu của hắn nét mặt hung dữ tàn khốc kết thúc lập tức quỷ chào bóp nát toàn bộ quỷ lực phòng thân của quỷ soái một ngọn lửa đen kịt lan xuống đốt cháy bùng bùng thân thể của quỷ soái bác cổ vung cây trượng đâm thẳng vào người hắn bùng lên nghiệp hỏa quỷ soái toàn bộ bị đốt rồi bị cây trượng hút vào bên trong bác cổ bây giờ mới nhìn cây quyền trượng mà mỉm cười đi nhanh đến chỗ ô quy san pháo cầm lấy móng của thần kim quy chỉ là cái móng thần kim quy quá lớn mà bác cổ thì không biết pháp quyết thu nhỏ bác cổ nhớ tới một thần thông của niết bàn kinh đưa tay chạm vào móng của thần kim quy niết bàn lực hóa thành những cành cây bao phủ dần dần cái móng bị hút đi bác cổ nhìn ô quy san pháo cũng nên để cho chúng bày biết cảm giác bị chính vũ khí của mình phản lại đoạn vung lên cây gậy miệng niệm chú hiện ra một hư ảnh giống hệt quỷ soái như đúc bác cổ điểm liên tục những pháp nguyên sau đó dùng thần thức của mình khống chế hư ảnh bác cổ đi đến cửa cùng với quỷ soái giả may mà bác cổ đã từng tu luyện ngoạ quỷ cho nên cũng có được quỷ khí tinh thuần ấn mạnh vào lệnh bài ở trên cửa lập tức mở ra bác cổ truyền âm lại cho quỷ soái giả hắn vẫn giữ phong thái mà nói tất cả hoàn tất đã xong chuẩn bị phá quan tiến đến vò nhã thành quỷ binh và quái thú gầm thét hô to tràn đầy khí thế nhưng chúng không biết rằng là ác mộng thực sự của chúng sắp bắt đầu trong đầu của bác cổ bây giờ chỉ còn lại bốn chữ sát phạt đầy máu tanh đó là đại khai sát giới ngay khi xong xuôi quân đoàn triển khai tấn công phá vỡ quan ải thất sơn tiến đến thành vô nhã bác cổ đứng ở trên vị trí ngọn núi cất giữ ô quy san pháo Cùng với vị quỷ soái giả Đám quỷ tướng đã bị điều đi Để chỉ huy các cánh quân Bác cổ nhìn thẳng về phía trước Chỉ thấy quan ải thất sơn hùng vĩ hiện ra Ở bên ải thất sơn thấy quân địch tiến đến Thì lập tức báo động Ai nấy nhìn về phía đoàn quân hùng hậu nghiêm nghị Họ biết Đám quỷ binh này át hẳn Bằng mọi giá sẽ phá vỡ quan ải Những vũ khí thủ thành đã được đưa ra Âm binh đều cầm chắc Vũ khí lăm lăm trong tay Quỷ binh cũng không kém đoàn quân này có đến cả 10 vạn công ải Theo đó là 100 quái thú đi ra từ địa ngục Các loại vũ khí công thành cũng được chuẩn bị đầy đủ Từng lá cờ hiện rõ chữ đông nhạc bay phần phật Sát khí và chiến khí dâng cao Quỷ hỏa bập bùng Cháy quện và âm khí ở nơi đây Làm cho nơi này càng lúc càng trở nên căng thẳng Quỷ tướng nhận lệnh từ quỷ soái Lập tức tấn công đám quỷ binh như một cơn lũ ầm ầm kéo thẳng tới quan ải thất sơn âm binh ở trên thành cũng lập tức hành động có những khẩu hàm long pháo cực lớn nhô ra bắn những chùm pháo thẳng vào đội hình của quỷ binh đám quỷ binh gào thét mặc cho sức mạnh của hàm long pháo vẫn đang công phạt ở quan ải thất sơn có một đại trận bảo vệ thế nhưng đại trận cho dù vững chắc tới đâu khẳng định cũng bị phá vỡ dưới cường độ công kích khủng khiếp như thế này bên quỷ binh cho vũ khí tấn công là những thứ có dạng như chiến thuyền lơ lửng to lớn kỳ dị, ở trên đó là các loại vũ khí tổ hợp công thành. Quỷ tướng hét lên: "Chiến thuyền xuất kích!" Những chiến thuyền tiến về Quan ải, lập tức những khẩu lưu tinh pháo bắn xối xả như mưa. Đại trận dần dần như có dấu hiệu tàn vỡ. Quan ải phản công, từ dưới đất bắn lên không trung những sợi dây xích có móc sắt bám vào chiến thuyền. Âm binh từ bên dưới leo lên đánh vào chiến thuyền Bên kia quan ải thất sơn ngây người Họ đã từng nghe về thứ vũ khí này Nhưng không ngờ là uy lực đáng sợ như vậy Ngọn núi có nhiệm vụ đặt các khẩu hàm long pháo của ải thất sơn Không ngừng nhả đạn Làm cho quỷ binh tổn hại kinh hồn Quỷ tướng phất cờ Quỷ hung binh xuất trận Từ trong quân đoàn rẽ ra Các lộ thân ảnh cưỡi những con quái thú to lớn Trên mình cõng các Pháo đài to lớn lù lù Tiến về phía ngọn núi Người chấn thủ thất sơn ải bật cười. cười Tao chờ chúng mày từ lâu rồi Ông ta lấy ra một lệnh bài Có hình dao long ném lên không trung kết ấn Lệnh bài tỏa ra thần quang đỏ rực Dao long sung binh Giết Chỉ chờ có như vậy Hàng loạt những dao long đã trở sẵn ngửa mặt lên trời mà gầm thét rồi sau đó ầm 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 lao về phía quỷ binh những giao long này chính là xin từ long tộc gia nhập ứng chiến thân hình của giao long dài hơn 30 mươi mét vẩy cứng như sắt thép khắp người được trang bị gia cố thần văn trận chiến lầy nửa vang vọng khắp nơi là những tiếng gào thét tiếng trống tiếng vũ khí những bóng người ngã xuống Đứng lên Tinh phách bay tán loạn lấp lánh như sao trời vậy Quỷ tướng thấy chiến sự càng lúc càng rằng co Cũng không muốn tổn hại lâu dài Quay sang Xin quỷ soái cùng cổ thông lĩnh Cho phép sử dụng vũ khí hạng nặng Quỷ soái gật đầu Quay sang bác cổ Hành sự Cả bác cổ và quỷ xoái đi vào bên trong ngọn núi chứa ô quy san pháo Bác cổ lắp móng vuốt kim quy Lấy quyền trượng Bắt đầu thực hiện sư hồn chắc lọc ký ức, ký ức của quỷ xoái Dựa vào những gì thu được Bác cổ bắt đầu khởi động ô quy san pháo Hai tay của bác cổ liên tục điểm vào những vị trí trên ô quy san pháo Quỷ lực đùng đùng tuôn ra làm cho ô quy sáng rực lên những thủ văn Những tiếng đùng đùng xuất hiện là thần khí từ thổ hồng hoang hiện ra ngọn núi dần dần toàn bộ tan vỡ lộ ra ô quy san pháo khổng lồ toàn thân sáng rực những phù văn cổ xưa hai mắt đỏ rực khiếp sợ <laughs> tao có mười vạn quỷ binh còn mày chỉ chưa đến hai vạn cầm cự được bao lâu mày có liệu trụ được trước ô quy san pháo âm tướng chấn thủ thất sơn cao mày đây chính là điều mà ông ta lo lắng bởi vì sáu quan ải trước chính là bị ô quy san pháo công phạt Ông ta đã chuẩn bị phương án cho Đó chính là cho thiết đột quân Từ vô nhã thành tới Để phá hủy ô quy san pháo Và đặc biệt là thiết đột quân lần này Cũng đã xác định cảm tử Bác cổ đứng trước ô quy san pháo Liên tục vận pháp lực Thúc đẩy chiếc móng của thần kim quy Miệng của ô quy san pháo há to Xuất hiện những điểm sáng Ở trên thân của ô quy san pháo Mở ra những nòng pháo cực lớn Từ những ô hình lục giác Chĩa về phía quan ải Bác cổ đứng ở trên đầu của ô quy san pháo Khắp người tỏa ra pháp lực Khác với quỷ khí Quỷ tướng bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng Còn chưa kịp hiểu điều gì Thì một luồng sáng trói lòa từ ô quy san pháo bắn tới Vô số những thần quang quét ra đội quỷ binh Phát ra những tiếng đùng đùng vang lên Kèm theo đó là những tiếng kêu gào đáng sợ Quỷ binh quái thú bị đánh cho gãy đội hình bốc hơi ngay lập tức Này cái gì thế này Tại sao Quỷ tướng gào lên Các ngươi làm gì vậy Bác cổ vẫn lặng lẽ Tiếp tục vận lực Lần này không dùng quỷ khí Mà là dùng một thứ quỷ binh sợ hãi nhất Khắp người của bác cổ Tỏa ra Phật lực bao trùm toàn bộ ô quy san pháo Mi tâm hiện lên ấn ký chữ vạn Đang xoay chuyển luân hồi Bác cổ chắp tay lạnh lùng nhìn đám quỷ binh các người Chết hết đi Ngay lập tức Ô Quy san pháo Bắn ra hàng nghìn những luồng Phật quang rực rỡ Hòa lẫn với thần lực của móng vuốt Kim Quy Đây mới chính là ác mộng kinh khủng Là hai luồng pháp lực khắc tinh của quỷ binh khuếch đại càn quét đội hình Pháo quang bắn đến đâu Là điểm điểm quỷ binh tan thành tinh phách Vị tướng đã biết chuyện đã thất bại liền hét lên rút quân rút quân đoạn chỉ tay về phía bắc cổ tình bình siết thành vòng vây giết hắn cho ta vị tướng chấn thủ quan này ở bên kia không ngờ lại xảy ra sự như vậy ông ta nhìn bắc cổ thì bất ngờ phát hiện chính là người phe mình ông ta này tay nắm chặt gươm mà chỉ tới truy sát giết hết toàn bộ quân địch từ phòng tuyến bắt đầu phòng thủ chuyển sang phản công. Bác Cổ cảm thấy mình chỉ có thể dồn pháp lực tối đa cho 10 phát bắn của quy San pháo nữa. Thứ này thiêu đốt pháp lực cực kỳ khủng khiếp. Đội hình quỷ binh nhanh chóng tan vỡ khi bị chặn hai đầu, đằng sau lưng là quy San pháo, ở trước mặt là thiết đột quân cảm tử sẵn sàng đổi mạng. Tình thế buộc phải đại chiến. Bác cổ nghiến răng thôi động ô quy san pháo bắn ra thêm 10 đợt nữa, quét sạch đám quái thú và một lượng lớn quỷ binh. Sau đó nhanh chóng bị đám tinh binh của quỷ binh bao vây. Bác cổ cầm chặt móng vuốt của thần Kim Quy đặt vào trong cây quyền trượng. Cây quyền trượng nhốt chừng lên móng vuốt của thần Kim Quy. Hai mắt của bác cổ đỏ rực. Nào, các người lên đi. Có chết, ta cũng phải chết cho hiên ngang. Dứt lời, Bác cổ lao thẳng tới đám quỷ binh Tất cả ở đây mỗi một tên Đều có tu vi là phiên quỷ Đã tiếp cận một bước đến đại quỷ Một mình bác cổ xông vào đám quỷ binh Chúng lập tức bùng lên quỷ khí ngút trời bao vây Bác cổ dậm mạnh chân xuống đất Đôi mắt đỏ rực Lấy tầm mà Phục chúng quỷ Cổ ma Toàn thân bác cổ hiện lên dấu hiệu của cổ ma Thế nhưng bác cổ vẫn là hai cổ Hai tay khẳng khiu Ốm lại chuyển thành màu đen đặc Tỏa ra một thứ pháp lực quái dị Quanh người là những văn tự của chú thuật Đại lôi âm tự Bác cổ ngửa mặt lên trời Mọc gầm lên một tiếng Đại lôi Chấn ma quỷ Chúng nhân phục tâm ma Pháp ấn của bác cổ hiện ra Đánh thẳng vào đám quỷ linh Quỷ linh thi triển quỷ thuật hóa ra vô vàn những cảnh tượng ghê sợ đối diện với bác cổ một loạt đầu lâu người đỏ lòm lòm bay về phía bác cổ giống như là bầy ong vỡ tổ chỉ thấy bác cổ hiện ra một bàn tay đen ở giữa là một chữ vạn màu vàng đậm hai bên đối nghịch vào nhau đánh đùng một cái bác cổ lui lại tung người điểm vào mi tâm của mình miệng bác cổ phun ra tinh huyết nhìn thấy từ đằng sau lưng bị một cái móc câu đâm tới Quỷ tướng cười sằng sặc, <cười> tung quỷ câu hồn bắt nó về. Đám quỷ linh ném về phía bác cổ những quỷ câu hồn tạo thành một cái lưới cực lớn răng kín khắp nơi. Bác cổ bị những móc câu găm sâu vào người biến sắc, bởi vì móc câu này đã áp chế đi pháp lực. Nói một cách khác, ở trong móc câu này có khí tức của Đông Nhạc. Đông Nhạc Vương quả thật đã tính toán rất kỹ bác cổ không ngừng tuôn ra tinh huyết nhanh chóng tìm cách thoát khỏi thiên la địa võng bác cổ túm lên móc câu thì đau đớn như chạm vào lửa đỏ dít lên đây là lửa từ thiên thạch khác với thiên hỏa nó đã bị dị hỏa thế gian hạ phẩm hai mắt bác cổ trợn to loài lửa này cháy lan trên người bác cổ có thể đối kháng một với một một với mười với một trăm nhưng không thể nào đối kháng với cả một đoàn quỷ linh thiện chiến chứa đầy những huyền cơ Bác cổ nhanh chóng tính ra đường lôi tay nắm chặt lấy một loạt những sợi dây quỷ câu tay gồng lên giật mạnh về phía mình há to miệng nghiến răng đại lối âm pháp suy nhảy. bàn tay của bác cổ đấm mạnh xuống dưới đất miệng đọc thần chú kinh diễn ở đằng sau lưng hiện lên hư ảnh của một ngôi chùa cổ kính ngôi chùa này hiện ra làm cho đám quỷ linh sợ hãi là hư ảnh của đại lôi âm tự đang từ từ mở cổng ở bên trong cũng không ai thấy rõ được thứ gì cả chỉ biết ở bên trong đó là luồng ánh sáng chói lòa bác cổ lao thẳng tới một phía quỷ tướng hét lên bắt nó lại thế nhưng đã muộn bác cổ cầm cây quyền trượng đưa lên cao móng rùa thần hiện ra bổ thẳng ra một đường móng đám quỷ linh bị đánh văng ra xa bác cổ thừa cơ lao ra ngoài quỷ tướng gầm lên mày kiếp chĩa lưu tinh pháo bắn mày. hắn nhận lệnh các khẩu lưu tinh pháo bất chấp nã đạn những tiếng đùng đùng vang lên văng xuống vách núi ở dưới đó luyện hỏa đang cháy bùng lên như muốn nuốt lấy sinh mạng quỷ tướng gào lên rút lui tất cả rút lui vị trấn thủ ải thất sơn làm sao có thể để yên nơi đây đã là một chiến trường khốc liệt là một cái cối say thịt nhân cơ hội đội hình của đối phương đang rối loạn lại có thêm sự hỗ trợ của thiết đột quân chia cắt đội quân này ở bên kia đội giã tượng cũng vừa tới đang càn quét quỷ binh hai bên quấn vào nhau sinh tử mãi cho đến khi trận chiến kết thúc chiến trường đã yên phần thắng hoàn toàn nghiêng về ải chấn thủ họ hò reo trong chiến thắng một trận đã quét sạch mười vạn quỷ quân thu vô số vũ khí đặc biệt là thu được cả ô quy san pháo đây là chiến báo vô cùng huy hoàng mà người ta rất muốn báo về vô nhã thành âm tướng bảo vệ ải thất sơn nhìn về phía bờ vực nơi bác cổ rơi xuống hắn liệu còn sống không lúc bác cổ rơi xuống đó đã bị quỷ hỏa bao lấy nhuốt chừng trong cơn nguy nan ngặt nghèo thì móng vuốt của thần kim quy đã phát ra tác dụng từng đợt thần lực tỏa ra bao phủ lấy bác cổ thế nhưng bác cổ lúc này đã chìm vào hôn mê nghiệp hỏa từ cây trượng tràn ra che chắn không ngừng xua đuổi luyện hỏa cho đến khi bác cổ tỉnh dậy Chỉ cảm thấy nơi này tàn khốc Lửa đỏ bập bùng Không thể sống nổi Bác cổ cố gắng men theo vách đá Bỏ lên trên cao khi lên đến nơi thì toàn thân đã cháy đen như than Linh hồn may mắn Được thần lực từ vuốt kim quy bảo vệ Bác cổ âm thầm lắc đầu Bò vào trong một hốc đá Nhìn ra phía trước Đây vẫn là ở ải thất sơn Thấy những binh sĩ đang thu dọn chiến trường Này không ngờ người giúp chúng ta lại là phản đồ, à, mặc dù là có công của hắn nhưng quân lệnh vẫn phải làm là bắt được hắn giết ngay hay sau. À, ta nghe nói là không kể tình trạng là giết, bác cổ sững sờ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. rõ ràng là ta đã giúp bọn họ suýt chút nữa còn bỏ mạng, đáng lẽ là phải được là người có công lao chứ, tại sao lại còn bị truy nã, lại còn hạ tử lệnh? Bác cổ đau lòng Nhưng trước mắt là phải tìm một nơi để khôi phục Cầm móng vuốt của thần Kim Quy Đã trải qua biết bao nhiêu năm Nhưng thần lực của thần Kim Quy Vẫn cứ mênh mông vô tận Chỉ là một chiếc móng vuốt đã đáng sợ như vậy Thì không biết thần Kim Quy Tu Vi sẽ mạnh đến mức độ nào Bác cổ tìm một nơi để khôi phục Trong vòng 6 ngày Bác cổ mới phá quan ra ngoài Đã hiểu tại sao mình lại trở thành kẻ tội đồ khi bác cổ lên đường thấy ở một gốc cây một hình vẽ của bảy ếch là bảy ếch để lại tín hiệu anh ta đã bị bắt xuống thành vô nhã sao tại sao nó lại xuống đây bảy ếch là người phàm có được tà nha liên miễn cưỡng có một chút tu vi nhưng chắc chắn là còn chưa biết các nghi thức các lối đi và rất nhiều thứ để vào âm giới bác cổ quyết định đi đến thành vô nhã để tìm hiểu cho ra ngọn nguồn men theo các hiểm lộ vòng quanh những dãy núi quay về vô nhã thành ở nơi đây, đây đã có quỷ binh chờ sẵn may mà trên đường đi bác cổ đã đổi hướng liên tục để xóa dấu vết khi về đến vô nhã thành đầu đầu cũng là thấy hình của bác cổ hai bên tham chiến là đông nhạc quân và vô nhã thành đều đã hạ tử lệnh thậm chí còn treo thưởng lớn cho ai giết được bác cổ càng đến gần vô nhã thành bác cổ càng bất an cùng lúc đó một bóng người bay vụt tới ấy chính là quận cú hai cổ sao ngươi lại ở đây quận cú vội vàng kéo bác cổ vào một chỗ kín đáo mới nói ta tưởng ngươi đã chết khuôn mặt của bác cổ đầy tức giận tại sao lại có chuyện như thế này là do ngươi đã lấy đi móng vuốt của thần kim quy có tin đồn ngươi đã là nội gián của đông nhạc bây giờ Ngươi không còn tin tưởng với tất cả mọi người Ra dạ là như vậy Nhưng ở trong vụ nhà thành đang bắt một người Là bảy ếch Nguồn cơn là thế nào Hay Em của ngươi giữ đồ vật bị nguyên rủa Tà nha liên là vật cực ta cực ác Là quỷ đế bỏ lại khi chứng đạo Thứ đó đáng lẽ là phải bị tiêu hủy Nhưng tại sao vẫn còn lưu lạc trần gian Hay. Sớm muộn gì Giữ nó sẽ trở thành ác ma giết chóc Bảy ếch kia đã bị ngấm vào xương vào tủy không thể cứu chữa Cho nên phải diệt luôn hắn và tà nhà liên Bác cổ quát lên Làm gì có chuyện phi lý như vậy Mà ai đã đưa em ta về âm giới Quận cú nói mơ hồ Thông qua thần chấn âm giới môn Thì kẻ đi cùng bảy ếch Chính là người cận kẻ bên ngôi Là Tuệ Linh sau khi đưa bảy ếch đến âm giới Cô ta đã biến mất không dấu vết Hình như là đi về phía địa ngục của người chăm phà Ánh mắt của bác cổ như tuôn ra sát khí Bác cổ nhẹ giọng đầy mệt mỏi Bao giờ hành hình bảy ếch? Ngày mai Hắn và tà nha liên sẽ bị đưa vào đại thần khí vạc phổ minh để luyện hóa Bác cổ nghe đến vậy Thì tai ủ đi Túm lên vai của quận cú là chẳng phải tứ đại thần khí đã bị phá hủy Biến mất từ lâu rồi Đó chỉ là che mắt người đời Năm đó Những thứ bị phá hủy đều là giả Tất cả đều được bí mật lưu giữ đến tận ngày hôm nay đó Đúng vậy Khi tứ đại thần khí ra đời Đã có những bản sao đi kèm để tránh Hậu họa phá hủy Là dùng kế kim thiền thoát sắc Chớ trêu thay Tứ đại thần khí đã bị các thế lực thâu tóm Không buông ra họ tự phong cho mình là người sở hữu thần khí ôm thần khí mà biến mất từ đó trở đi tung tích của đức tứ đại thần khí biến mất kèm theo đó là những ghi chép cũng biến mất hoặc là bị sửa lại để cho người đời sau nghĩ rằng thần khí đã bị tiêu hủy trong loạn lạc vạc phổ minh là được giữ ở trong thành vô nhã ngày mai nó và bảy ếch sẽ xuất hiện bảy ếch và tà nha liên sẽ trở thành vật hiến tế Bác cổ nhìn về phía thành vô nhã Nhìn về phía doanh trại của đông nhạc vương Nếu như phá hủy xích độn chung Liệu có thể tha chết cho bảy ếch Đưa nó về dương gian được không Việc này ta e rằng Thấy quận cú do dự bác cổ túm lấy vai của ông ta mà xiết Ta biết Việc hiến tế Nhằm khởi động lại vạc phủ mình Nhưng nếu như đối địch xích độn chuông biến mất Thì không cần phải dùng đến nó nữa đưa ta đi gặp Văn Hải Thần. Quận Cú lập tức dựa vào thân phận của mình, để cho bác cổ hóa trang thành một âm binh mặc giáp phục, cả người tỏa ra âm khí, nồng đậm. Quận Cú đưa bác cổ vào chiến doanh, gặp Văn Hải. Khi bác cổ hiện lại nguyên hình thì Văn Hải sững sờ. Ta sớm biết, kiểu gì người cũng tới, phản đồ. Bác cổ ngửa mặt nhìn ông ta, hai mắt long lên sòng sọc. Chuyện phản đồ thì không biết ta chỉ biết rằng ta sống ra sao trời biết đất biết nhân quả đều ghi. bác cổ nhìn về xa bàn, đoạn chỉ tay vào một chấm đỏ, xích độn chuông của quân đông nhạc. ta có thể phá hủy được nó. nghe đến đây tất cả mọi binh tướng đều trầm mặt, đây là quá kiêu ngạo. văn hải thần nhìn bác cổ giọng sắc bén, xích độn chuông là thần khí do đích thần đông nhạc phương tế luyện nó có thể sánh ngang với thiết hồng chung của thiết quan âm nó không đơn giản như là phá hủy ô quy san pháo một thần tướng đứng bên chĩa mũi gươm về phía bác cổ thần lực bắt đầu tuôn ra nói rốt cuộc là móng vuốt của thần kim quy đâu bác cổ cười cười thì ra là các người cố ý dẫn dắt bảy ếch vào âm giới dùng nó làm mồi để dụ ta vào đây là cũng muốn nhổ đi cái gai trong mắt sao Đáng hận Hai cổ ta một lòng đánh giặc cho các ngươi Lại bị rơi vào tay đám tiểu nhân Lấy tư thù mà tiêu chính nghĩa sao Bây giờ bác cổ đã hiểu ra mọi chuyện Đầu tiên chúng nhằm vào bác cổ Bởi vì ở trần thế đầy đủ thân xác Thì dưới hiển nhân không ai có thể tiêu diệt được Dù là thiết quan âm muốn bắt bác cổ cũng khó Ngộ nhỡ một khi liều mạng Thì có khi hỏng việc với bác cổ Đây là lúc chiến sự nguy nan Họ một mặt muốn nhờ bác cổ xuống cõi âm Đợi thực lực đã giảm đi Sau đó đẩy bác cổ đi làm nhiệm vụ phá hủy ô quy san pháo Dù thành hai bại Họ vẫn có cớ để giết Đẩy bác cổ vào chỗ chết Nếu như bác cổ thành công quay về Sẽ gán cho tội ăn cắp thần vật Trở thành kẻ phản đồ Khi trong tay lại còn có cả lệnh bài của đông nhạc Tiếp theo Dẫn dụ mồi câu là bảy x gán cho anh ta là người sở hữu vật bị nguyền rủa là tà nha lên dùng ấy làm tế cho vạt phổ minh lúc đó chỉ cần bác cổ tự mò tới rui chui đầu vào bẫy bác cổ lướt qua các thần tướng mà quát các người muốn giết hai cổ sao đoạn lấy ra móng vuốt của thần kim quy đặt lên cây quyền trượng bác cổ dùng điểm nguyên thật liên tục bày ra các cấm chế giơ quyền trượng lên mà nói Hừm. chỉ cần cưỡng chế phá hủy nó thì móng của thần kim quỷ cũng biến mất Chỉ có ta là người duy nhất mở được ra Thần tướng thấy bác cổ liều mạng Thì sầm mặt Họ chuẩn bị tấn công Thì văn hải thần đưa tay Ngươi có cách phá hủy xích độn chung sao Đúng vậy Được Chỉ cần ngươi phá hủy được nó Chắc chắn ta sẽ thả bầy ếch Không làm tổn hại đến một sợi tóc Ta có thể thời độc bác cổ gật gật đầu nói lời giữ lời đoạn cầm cây quyền trượng ném về phía văn hải thần ta để quyền trượng việt linh ở chỗ ông nếu ta chết đừng hỏng các người lấy được móng kim quy còn nếu như ta sống về tự ta sẽ lấy ra đổi lại phải hộ tống hồn phách của bảy ếch về dương gian ta khắc trao tận tay cho các người <laughs> hai cổ quả là người biết thời thế Văn Hải nhìn Bác Cổ cười lớn, nét mặt của ông ta dường như đang tính toán điều gì. Bác Cổ được thả ra để làm nhiệm vụ cuối cùng là hủy đi xích độn chung của quân Đông Nhạc. Bác Cổ đi về phía doanh trại của quân địch, sát khí dâng cao. Quỷ binh vừa nhìn thấy, nheo mắt rồi lắp bắp: "Này, là là hai cổ." Vừa nghe đến chữ hai cổ, lập tức báo động khẩn cấp, toàn bộ đoàn quân bước vào trạng thái nghênh địch bác cổ đứng trước cả một đại quân mà vẫn bình thản một quỷ thi chỉ huy đám quân đã hóa thân cùng với lớp áo giáp sắc nhọn bước tới chứng minh tu vi đã lên kinh khủng âm khí dường như bị bẻ cong nứt vỡ quanh người của bác cổ bác cổ lạnh lùng ta đến để phá xích độn trung không muốn chết thì tránh đường quỷ thi vương nhìn bác cổ hắn ta không ngờ kẻ này lại ngạo mạn như vậy trong tay của hắn nhìn sang không thấy bác cổ cầm theo việt linh trượng không có thân xác mà chỉ có một linh hồn thì biết là thực lực của người kia đã giảm quỷ thi vương vẫn đứng sừng sững bác cổ tiếp ta không nói đùa tránh giặc quỷ thi vương liền quay vào trong danh trại để theo ý hắn cả doanh trại đông nhạc hiểu ý của quỷ thi vương mở to cánh cửa tất cả đều sẵn sàng đối đầu với một quái vật nổi danh bấy lâu hàng loạt những tốp quỷ binh yêu quái vây quanh bác cổ chĩa vũ khí giống như là cả một rừng gươm vậy bác cổ vẫn cứ lạnh lùng từ tốn đi vào trong danh trại của đông nhạc rất bình thản không hề một chút lo lắng hay là sợ hãi bác cổ quay đầu nhìn lại vô nhã thành đoạn chắp tay bái biệt những thần tướng nhìn cảnh này nhiều người bị khí phách của bác cổ làm cho cảm động có người bật cười nói là chui đầu vào chỗ chết Ta tưởng có rượu kế gì Quận cú nhìn sang Mưu kế trước thực lực tuyệt đối Có khi cũng chỉ là trò vặt Văn hải thần phất tay Cho quân sẵn sàng phản công Ta cần mọi thứ phải đạt yêu cầu trước thời hạn một nén nhạc Bên kia bác cổ cũng dần dần đi vào trong doanh trại đông nhạc Đưa bàn tay ra phía trước bóp bóp vài cái từ mi tâm hiện ra một ấn ký màu vàng đen là một ngôi chùa vàng đè lên một cái đầu sọ tà ác bác cổ ẩn dấu bài tẩy cho đến bây giờ mới sử dụng ông ta đã từng vào đại lôi âm tự sau đó tiếp nhận những bí chú những pháp thuật từ lúc quay về việt nam chưa bao giờ sử dụng bởi đơn giản cổ ma vẫn chưa thoát bác cổ đã tự phong ấn pháp lực này cổ ma khi thoát ra lúc bác cổ luyện khí liền hiểu ra phong ấn đã được giải thoát đám yêu quái quỷ binh đã bao vây ở bên trên là những trận pháp răng đầy thiên là địa võng mi tâm của bác cổ bắt đầu tụ lại khí và lực của đại lôi âm tự hiện lên từng luồng pháp lực vàng đen đặc sệt vây quanh bác cổ bước tới một bước dường như có một luồng áp lực từ đại lôi âm tự tỏa ra Cho đến khi một cương thi gầm lên lao tới Bỗng nhiên toàn thân cương thi hiện lên một lớp giáp sắt hỏa lẫn với da thịt Bàn tay sắc nhọn như lưỡi gươm chộp tới bác cổ Bác cổ quay phát lại Ánh mắt vô cùng tàn khốc Vung tay Chém mạnh vào cương thi Cương thi chỉ thấy một vệt vàng đen xẻ xuống Thân thể đã bị cắt làm đôi Đám xung quanh thấy cảnh ấy thì giật mình kinh ngạc, bác cổ chỉ lạnh lùng, cút hết đi cho ta, cản bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Vừa dứt lời, quanh người bùng lên những ngọn lửa vàng đen, bàn tay kết ấn giờ tới, bác cổ niệm bí kinh Tạng văn, pháp ấn hóa thành một cái bát to cổ xưa đầy hoa văn phật pháp bắn thẳng về phía trước bất kỳ yêu ma quỷ quái nào chạm vào đều bị tan thành mây khói hóa thành tinh phách pháp lực của bác cổ thiêu đốt thi triển ra đại thần thông chấn áp toàn bộ bảy yêu ma quỷ quái thống lĩnh của đám yêu ma quỷ quái lập tức lao ra chúng tế ra pháp khí dùng tinh pháp chú chặn lại các thần thông những tiếng đùng đùng vang lên một tên chỉ huy cảm giác không đúng vươn tay muốn đuổi 15 tên thống lĩnh đang chặn đầu bác cổ sang một bên khói mù hiện ra cái bát vàng của bác cổ chụp thẳng tới quỷ thi vương bây giờ cũng động thủ đôi mắt của nó bắn ra một dòng huyết lệ huyết lệ rơi xuống hóa thành huyết hải chặn lại bát vàng huyết hải dịch lụy rằng vướng ạt vạn khổ tê hiện Hàng loạt những huyết ma từ trong huyết hải trồm dậy Tốm lấy bát vàng chặn đứng nó lại Thế nhưng thần thông của bác cổ cũng không vừa cứ thế lướt đi Mặc kệ các huyết ma chặn lấy Bác cổ phun ra tinh huyết Bạo thần uy Thần thông trong đại lôi âm tự sững lại Nứt ra thành từng đường lớn Hàng loạt quân binh đứng bên cạnh bị vạ lây Bị vụ nổ của đại thần thông Nhốt vào trong biển lửa Quỷ linh vương khiếp đảm Tay hắn run lẩy bẩy cố gắng chặn lại uy lực của đại thần thông hắn hét lên một tiếng tất cả công phạt ớt. tất cả quỷ binh ồ ạt trút xuống như cơn mưa bác cổ dậm mạnh chân xuống đất hai tay kết ấn va vào nhau thành kiếm chỉ miệng phun ra tinh huyết thiêu đốt sinh mệnh thức uy đại lôi âm tự là bác cổ đã thiêu đốt sinh mệnh để đổi lấy pháp lực dùng đối kháng với bầy kiến này bây giờ toàn thân của ông ta như là một bó đuốc đang cháy đám quỷ yêu ma quỷ quái xung quanh như lá khô lao thẳng vào bó đuốc bác cổ chắp tay tụng một lần đại uy kinh văn tự hiện lên bắn thẳng ra mọi phía hàng loạt những quỷ binh chạm vào văn tự đều bị thiêu cháy ta sẽ cho các người thấy sức mạnh một đại lùi âm tự hết tập 18 Quý vị và các bạn thân mến Các bạn đã thấy đó à, Lần này thì tác giả giả táng đã cho chúng ta thấy rằng là một cái điều nó còn khủng khiếp hơn nữa Đó là không phải chỉ đơn giản dựa vào cây trượng Mà là một cái thứ pháp thuật rất kinh khủng Nếu như các bạn theo từ phần đầu sẽ biết Là bác cổ đã từng một lần vào đại lôi âm tự Đại lôi âm tự chính là nơi của địa tạng vương đã đặt ở dưới 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 cõi âm và là một cái nơi mà cực kỳ bí hiểm à, bác cổ ở đó đã được tiếp nhận đại thần thông của đại lôi âm tự mà đại lôi âm tự thì luôn luôn là thứ chuyên dùng để khắc chế yêu ma quỷ quái Vậy chúng ta sẽ cùng xem xem ở tập cuối cùng kia eh, bác cổ sẽ chiến đấu như thế nào và sẽ đối đầu như thế nào với loạn thế xin chào và hẹn gặp lại